sẽ post lên cho các bạn. Đây, cho thầy biết nào, cái input là gì? Quên, từ nãy giờ tôi nói mình tôi quên chưa bật mic. Rồi các bạn, đây là cái ví dụ về cái động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là một cái mà các bạn rất là quen thuộc. Thì động cơ đốt trong là bây giờ tất cả các động cơ của mình bây giờ mình đa phần là xài động cơ phun xăng điện tử hết rồi ha. Thì nó là một cái đối tượng chính, nó chính là một cái đối tượng điều khiển luôn. Thì chúng ta sẽ phân tích thử coi, nếu đây là một cái đối tượng điều khiển, một cái plant, một cái process, thì cái đầu vào của hệ thống sẽ là cái gì và đầu ra của hệ thống sẽ là cái gì? Em cho thầy biết đầu vào của hệ thống là cái gì nào? Nhiên liệu không khí này. Fuel, fuel đúng không? Có thể là gasoline hoặc là diesel. Air, air cụ thể là phải có oxygen. Độ động cơ. Đầu vào là tốc độ động cơ. Nghe hợp lý không? Nước à, tốc à, quên. Nhiệt độ nước làm mát. Nhiệt độ nước làm mát. Đầu vào của hệ thống là nhiệt độ nước làm mát. Tại sao cái xe phun xăng điện tử ấy, em, xe future future FI á, nó không có hệ thống nước làm mát hả? Đi lửa này. Spark hoặc là ignition. Spark hoặc là nếu động cơ diesel này em không có, nhưng mà động cơ xăng em có. Cái gì nữa không, em cần cái gì để tác động đến động cơ, đến cái động cơ này không? Ở show ESO. điện cho motor Điện cho motor gì cần điện em? motor kéo bánh đè trước, Motor kéo đằng trước gọi là motor gì? motor kéo bánh đè để ra bắt đầu khởi động. Starter. Em học năm mấy rồi? Năm ba học về tốc điện ô tô chưa? Quay thì ơi. Từ từ nha, thầy hỏi mấy đứa là khóa bao nhiêu á? K bao nhiêu? 17 đúng không? K 17 đúng không? Hay 10, 18? Dạ. Dạ các 17. Hả? Dạ các 17. Nếu các bạn là K 17 thì năm nay là các bạn năm năm tư hả? Năm 3. Học Năm kỳ 3. 2 của năm 3. Như vậy là bạn học Dạ. được các môn hệ thống điện ô tô chưa? Chưa thầy. Chưa thực tập. Thực tập thầy. Như lý thuyết học chưa? Lý thuyết Rồi, rồi. học bây giờ học lý thuyết rồi mà mấy bạn nói là cái motor để có bánh đà. Và tôi hỏi motor gì? Motor đó motor gì em? Dạ cục đề khởi động. Motor 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 khởi khởi động. động. À. Không có motor khởi động mình có nổ được có nổ được cái động cơ không? Hả? Không Alo, mà. trả lời thầy đi. Được không? Không. Dạ được thầy. Không, dạ được thầy. Được. Chẳng được. Anh nào mà thấy không được thì tí tí nữa ra chạy xe đừng đừng có vấn đề nha, lấy cái giò đạp cái thử coi có độ khởi động được không. Hả? Thì còn cái gì nữa em, thì cần cái gì em? Dạ, ác quy thầy, điện. Quy để làm cái gì em? Bên Dạ bên thầy, nào? để mình cung cấp điện cho bơm xăng nó hoạt động này. Nếu mà không có điện thì bơm xăng nó không hoạt động thì nó không thể bơm nhiên liệu lên được. Bây giờ thầy xài bơm cơ được không? Dạ, bơm cơ này. Dạ, áp suất nén phải đủ rồi. Đúng rồi, chính xác. Okay. Các em không không biết là chọn là những cái cốt lõi về cái chính gì cả ha. Nó chỉ cần là đã vẫn gần như là bốn cái trường hợp này thôi là đủ rồi. À, những cái chính là như vậy là đủ rồi. Đầu ra của hệ thống sẽ gồm những gì nào? Công suất Hồi nãy bạn nào nói có ECU đầu vào, ECU đầu vào là bộ điều khiển em. Nó không dính dáng gì với cái đối tượng. Em đi điều khiển cái động cơ chứ em đi đâu đi điều khiển cái ECU đâu. Đầu ra sẽ là gì nào? Học lý thuyết ô tô rồi. Lý thuyết điều khiển động cơ rồi. công Là suất gì? vận tốc khí thải. Công suất, em đi điều khiển cái công suất, em đi điều khiển moment đúng không? Rồi tiếp tục,
cái gì, vận tốc, cho thầy những cái gì đó mà mình sẽ có đơn vị luôn em ha. Vận tốc, trước khi có vận tốc á thì mình vẫn có angle. Em cần angle không? Góc quay không? Đầu ra em có dính dáng gì tới góc quay động cơ này không? Có cần gì tới góc quay không em? Có không? Có. Để làm gì? Em có điều khiển một cái gì đó liên quan đến góc quay của động cơ không? Không, không có. Em lừa xong. Trời ơi. Nếu mà không có dính dáng tới góc quay của động cơ làm sao em đáp sắp được cái chu trình của động cơ em? Để em đóng mấy cái van em. Đóng mấy cái váp á, cái số bắp em. Mà để điều khiển mấy cái số bắp thì cái trục cam nó được dẫn động bởi cái trục gì em? Thường thì em thấy trục cam dẫn động bởi gì? Trục khuỷu này. À? Khuỷu. Trục khuỷu có phải là cái đầu ra của động cơ không? Dạ đúng ạ. À, thì em cũng liên quan tới angle nữa. Cái thứ hai á của em là liên quan đến cái angular speed. Chỉnh sửa lại cái màn hình thầy ơi, tụi em không thấy cái màn hình của thầy. Ủa, không thấy màn hình thầy à? Thấy bình thường mà. Dạ, có thấy bình thường. Thấy bình thường mà thầy. Nhưng mà đứa nào kêu về chỉnh sửa đó. Coi coi máy em có sao không, hoặc là tụi em thấy đều không, thấy rõ không, qua bên này không? Rồi. Thấy, thấy chuột, chuột thầy không? Dạ thấy, thấy. Dạ thấy, dạ thấy. À. Ok, không biết gì đâu. Ok ha, rồi tiếp tục nha. Angular speed là chính là cái gì đó? Cái mà các bạn hay gọi là RPM á. Bạn có đi điều khiển cái gì mà bạn liên quan đến RPM không em? Dạ có ạ. Ví dụ. Trả lời đây nào. Tốc độ quay bánh xe. Đùa chứ mấy ông này giờ mấy ông một năm ba, cuối năm ba rồi, một năm nữa thôi là mấy ông kỳ kỹ sư rồi, mấy ông còn ngây ngô vậy nữa. Cái RPM là cái đầu ra của động cơ, nó không dính dáng gì tới cái tốc độ xoay của bánh xe đó em thấy nó có dính dáng không? Em có thấy cái xe ngoài kia đó, nó vẫn RPM, nó để cầm chừng á là 700 RPM, nhưng mà cái xe nó không chạy không em? À. Thì nó hỏi về cái tốc độ động cơ mà. Dạ thầy, là điều khiển các cái góc đánh lửa sớm rồi góc mở sớm đóng muộn xúc bắp. Góc đánh lửa sớm, ok. À, đóng mở xúc bắp thì mình nói về qua trục cam rồi thì ok luôn. Nhưng mà cái đây thầy hỏi lấy lại là cái góc mà. Bây giờ thầy nói về tốc độ mà. Thầy nói về tốc độ mà. Đâu, chu kỳ đánh lửa rồi. Điều khiển đánh lửa là nó dựa vào tốc độ để chu kỳ, chu kỳ đánh lửa. Để nó đi điều khiển đánh lửa. Có sử dụng công thức ha, về liên quan tốc độ động cơ, nhưng còn gì nữa không em? Còn một hệ thống nữa, hệ thống này rõ ràng lắm. Trong cái hệ thống của này viết tắt nó có từ speed luôn. Hả? Rồi, tiêu các kỹ sư của tôi rồi. Trên xe của mình đó, nó có một cái hệ thống mà liên quan trực tiếp để nó đi điều khiển cái angular speed, là cái đầu ra của trục động cơ là như thế này. Cái hệ thống này nè, nó gọi là idle speed control. Hệ thống gì em? Điều khiển cầm chừng này. À, cầm điều khiển cầm chừng là sao? Là nó giữ động cơ chạy ở một cái tốc độ nhất định mà để động cơ nó không có tắt. Thầy lấy ví dụ, thầy vẽ cho em cái graph như sau. Cái graph thầy vẽ sẽ gồm có hai cái trục. À, một cái trục là trục T, thời gian. Trục này sẽ là cái RPM. Thầy hỏi với bạn á, cái động cơ đúc trong, động cơ xăng của mình á, thì cái RPM điều khiển, cái idle speed nó tầm khoảng bao nhiêu em? Nó nằm khoảng bao nhiêu?
trả lời thầy nào. Sáu trăm một ngàn thầy. Đừng có đúc, đừng có xăng nữa nha. Thường thường nó sẽ nằm ở đồ đầu khẩu 650 tới 800 à. Đâu đó là 650 đến 800, bây giờ thầy cho nó tùy thuộc vào cái xe nha. Nó tùy thuộc vào xe. Bây giờ thầy hỏi bạn nè, giả sử thầy cho các bạn điều khiển tốc độ này, RPM này đang là 700 RPM, thì gọi đây là idle speed, tốc độ cầm chừng. Vậy thì cái động cơ của mình á, nó đi xuống dưới cái tốc độ cầm chừng nó sẽ như thế nào em? Động cơ sẽ tắt thì động cơ sẽ tắt chắc không? Động cơ, động cơ thế này là đi xuống thế này nó sẽ sao? Nó sẽ tắt, có nghĩa là sẽ tắt luôn. Như vậy hả? Đúng không? À, không phải như vậy nha. Chúng ta còn một cái ngưỡng động cơ đó mà rất là ít người nói ha. Trong quá trình thầy theo dõi các bạn cũng không ít người nói là mình sẽ có một cái mốc thứ hai nữa, mình gọi cái này là stall speed. Cái stall speed này nè, mới dưới cái stall speed này nè, thì cái động cơ nó mới tắt máy luôn, nó ngừng hoạt động luôn. Thì cái stall speed nó đâu đó nó nằm khoảng độ 500 đến 700 RPM. Vậy thì câu hỏi tôi đặt ra là nếu nó dưới 700 thì sao em? Em có bao giờ em thấy cái động cơ mà nó nổ bập 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 chưa? Hả? Ok, em thấy bây giờ em thấy một cái động cơ nổ bập 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 chưa? Dạ rồi. À, các bạn thấy rồi, giả sử động cơ bốn máy nó mất máy đi thì nó vẫn nổ được. À. Như vậy là em có nói là giá dưới tốc độ cầm chừng chừng thì cái động cơ nó sẽ bị tắt không? Không 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 ảnh. À. Nhưng nếu mà nó dưới cái stall speed cái mức này nè thì động cơ nó sẽ bị tắt. À. Và mỗi lần động cơ, thường thường trên động cơ xăng của mình nó động cái stall speed nó sẽ vào là 500 RPM. Ok. Ừ. Vậy thì khi mà em lên xe á, khi mà em lên xe á, trên xe của mình nó có một cái gọi là cái đồng hồ đo RPM, nhớ không, biết không? À, đồng hồ đo tua máy á. À. Ok, thì em sẽ thấy rằng là lên xe mà mình cái kim đồng hồ á nó chỉ đâu đó khoảng độ trong cái khoảng từ cỡ 700, giả sử trong trường hợp này chỉ 700 này. Ok không? Kim đồng hồ, cái kim RPM á, vòng tua máy á nó chỉ 700. À. Nếu nó chỉ 700 á thì có nghĩa rằng là nếu mình phân tích trên cái đồ thị này, thầy sẽ xóa cái này đi cho các bạn. Mình phân tích trên cái đồ thị này có nghĩa là cái đường đường RPM của mình nè, động cơ bắt đầu bằng không là nó khởi động nó tăng lên RPM nè. Đâu đó nó sẽ duy trì trong khoảng 700 này đúng không em? Nó có thể dao động rất là nhỏ ở chỗ này. Đúng không em? Đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Khi em đề máy lên cái động cơ bắt đầu RPM nó bắt đầu tăng lên nè, sau đó nó duy trì trong cái khoảng này nè. Em có thấy là em đang đặt ra một cái mức 700 và cả em đang điều khiển cái hộp ECU của mình đang điều khiển cái động cơ này nó duy trì cái mức ở là 700 RPM không? Cho dù em có bỏ chân ga ra ha, thì nó đang duy trì mức 700. Làm thế nào nó làm điều đó? Nó làm điều đó được là nhờ cái hệ thống idle speed control này. Ha. Nó tác động cái gì đó thì thầy chưa chưa có nói, nhưng mà nó đó là một cái bài toán điều khiển tốc độ cầm chừng đó tụi em. À, mình đang đi điều khiển đó, cái RPM nó nằm ở 700. À, đó là một ví dụ dành cho các bạn. Cái ví dụ thứ hai. Bây giờ cái động cơ của thầy đang khởi động lên nè, xong duy trì khoảng độ 700 RPM nè. À, nhưng mà lúc này á thầy nhấn nút AC. AC là nút gì ta? Các anh nhìn cho lớp này là học tôi hệ thống điều, hệ thống môn an toàn tiện nghi tôi dạy, AC là hệ thống gì? Điều hòa không khí. Khi em nhấn hệ thống điều hòa không khí ấy, thì có phải là
nhớ hệ thống hoặc trong cái hệ thống điều hòa không khí thằng nào là lấy cái power load là cái tải nhiều nhất, thằng nào? Máy nén này. Đúng rồi, máy nén. Đây là cái động cơ của em. Và đây là cái trục trục ngang này thầy vẽ là cái trục, đây là cái engine. Và cái trục ngang này là thằng trục khuỷu. À. Một đầu nó gắn bánh đà, à, đi ra hộp số gì gì đó. Ok. Một đầu nó gắn một cái pulley. Trong cái pulley nó giật động đai, nó kéo một thứ mà nó gọi là máy nén. Ok không? À. Đúng không? Khi em nhấn AC thì là nó bắt đầu nó kéo máy nén thông qua cái gì em nhớ không? Equalizer. Chán mấy ông quá. Tôi kiếm cái hình đi. Liệt từ đây. Đây nè, thấy không? Cái động cơ, cái đầu cái pulley á, nó kéo qua cái dây Cura là lúc nào nó động cơ nó cũng kéo hết á. Đây nè, em thấy không? Đúng không? Nè, tụi em thấy rõ chứ? Tụi em thấy rõ không? Dạ rõ thầy. Lúc nào cái pulley này á, động cơ mình quay mà cái pulley nó quay nó cũng kéo cho cái pulley của cái AC compressor nó quay hết. Nhưng mà khi em nhấn AC thì bên trong này nè nó có một cái nó gọi là cái gì, nó có một bạn ở đúng ly hợp từ thôi, một cái ly hợp từ á, ly hợp từ lúc này thì nó cái động cơ nó mới vận động cái máy nén thực sự. Ok, và khi vận động cái máy nén thực sự á thì rõ ràng cái máy nén này là nó sẽ sinh ra một cái tải rất là lớn cho cái động cơ, đúng không? Vậy thì ngay cái lúc này nè, thời điểm này em cho AC on thì điều gì sẽ xảy ra em? Nó giống như anh đang chạy xe máy cơ, bây giờ giảm xuống. Hiếu ở lớp này chắc biết tôi hết rồi đúng không? Tụi em biết thầy chưa? Ở ngoài chưa? Biết. À, bây giờ anh đang chạy xe tàn xe đạp ở trong trường á. Anh đang chạy đâu đó có bao nhiêu vận tốc bao nhiêu đó, bây giờ ông Thầy Hiếu biết ông Thầy Hiếu rồi đúng không? Thầy Hiếu ngồi lên xe cái thế thì sao? À, tốc độ xe nó sao? Giảm xuống này. Tốc độ xe nó giảm xuống liền. Tốc độ xe nó giảm xuống liền, đúng nha. Khi em mà trên xe của em á, mà em bật AC á, thì lập tức cái kim đồng hồ này nè, nó sẽ giảm xuống này. Nó sẽ quay xuống này. Hiểu không? Nó sẽ giảm xuống. Nếu mà hệ thống của mình á, mình gọi là hệ thống điều khiển cầm chừng á, mình bù cái hệ thống bù không tải, bù khi có tải á, ha, mình nhấn AC cái mà mình không bù á, thì lập tức là nếu nó đi thế này nè, nó xuống dưới 500 nè, đó, và lập tức nó sẽ tắt luôn, tắt máy luôn. Nhưng bởi vì mình có hệ thống điều khiển idle speed control, mình biết được rằng là cái hệ thống này nè, khi nó vừa mới xuống 700 mà mình đang muốn 700 nè, lập tức nó làm gì em? Nó điều chỉnh các đầu vào nè, air nè, fuel nè, à, làm sao đó cho cái tốc độ này sao tăng lên trở lại 700. Đó là lý do tại sao mà lúc mà em bật AC á, cái động cơ của em có cảm giác nó hơi trùng máy xuống một chút xíu, và nhưng sau đó nó lại lên là 700 lại. Cái kim nó sẽ xuống 700 và sau đó nó sẽ lên ngược lại. À, sau đó nó lên ngược lại 700. Đó là chính ở chế độ idle speed. Đó. Và khi em khi cái máy nén nó đang chạy AC on rồi á, tới thời điểm này nè. Tới thời điểm này em nhấn nút AC một lần nữa thì có nghĩa là em đang cho AC sao? Em tắt cái hệ thống điều khiển cầm chừng đi. À, em xin lỗi, em tắt cái hệ thống tại thời điểm này em tắt cái hệ thống AC đi. Em cho AC off. Em tắt AC đi. Em tắt AC đi giống như một người ngồi trên xe đạp á, mà bây giờ em đang chạy á, mà người ta nhảy xuống xe á, thì lập tức cái tốc độ xe nó sẽ sao? Nó sẽ tăng lên. Cái tốc độ xe nó sẽ tăng lên. À, nhưng mà em để tăng nó lên không được em, nó vượt quá cái tốc độ cầm chừng là 70 thì lúc sau đó cái kim này nó hơi bị nhích ga lên, nhích lên một chút xíu. À, nhưng sau đó nó cũng về lại.
Như vậy á, cả cái quá trình này là chính là cái quá trình mà em điều khiển cái tốc độ cầm chừng khi không có tải và khi có tải của cái hệ thống. Ok không? Hiểu vấn đề thầy nói chưa ta? Dạ hiểu ạ. Ok. Ngay cả cái idle speed này thầy lại cho một ví dụ khác. Thầy cho các bạn một ví dụ khác. Khi mà thầy cho các em một cái ví dụ như sau, là thầy nói với các bạn từ nãy đến giờ thầy nói là cái tốc độ cầm chừng đó là khoảng độ là 700 RPM. Chứ xe máy nó cỡ nhiêu em? 1.000, 2.000, 3. 1.000, 2.000, 3 có thậm chí là đến 1.500 là. À, bạn nào mà chạy với tay côn đó, em sẽ hay thấy lắm, đúng không? Mình còn 10 phút nữa, anh chủ nào. Thầy nói tụi em là 700 á, nhưng mà sau này ra tụi em đi thực tập á, hoặc là tụi em đi làm á, thì từ lúc mà buổi sáng á, tụi em bật xe lên á, nó không phải là 700 đâu. Nó không là 700 đâu. Vì sao vậy em? Nó có thể lên tới 1.000. Sử dụng được 1.000. Để nó làm nóng máy nhanh. Cái kim đồng hồ của em á, em vừa đề lên á, cái kim đồng hồ, cái kim của em lên lên tới 1.000. Như vậy là nó điều khiển idle speed lên tới 1.000 lận. Nhưng một lúc sau á là giảm về 700. Vì sao vậy? Vì bạn nói, hồi nãy bạn nói đúng rồi á, bởi vì á, nó đang vào một cái chế độ, nó gọi là chế độ warm up. Giống như mình đi đá banh á, mình phải warm up để cho cái động cơ của mình, xin lỗi cho cái người mình nó nóng lên nè, để warm up, thì cái động cơ nó cũng vậy, để đạt tới cái giá trị nhiệt độ mà nó hoạt động để cho nó lý tưởng nhất á, thì cái động cơ nó phải nóng lên nè. Và khi em bật xe lên á, nó biết được ngoài trời cái động cơ, xin lỗi không phải ngoài trời mà là cái động cơ của em đang bị lạnh, đang bị nguội, bằng cách là thông qua cảm biến nhiệt độ nước là mát, nó biết được cái nước là mát đúng không em, bố trí trên cái đường áo nước của cái động cơ á, đường nước của động cơ á, thì nó biết được cái động cơ của em đang nguội, và khi nó nguội á thì nó sẽ tăng cái tốc độ cầm chừng lên, nó tăng cái RPM của cái động cơ lên lên tới 1.000. Nhưng mà là nguội tới 1.000 rồi á, khi mà bắt đầu nó, động cơ nó nóng lên rồi á, thì nó sẽ về lại là 700 trở lại. Ok không? Cái chiếc xe Exciter rồi mấy xe tay côn của tụi em á, nếu nó hiển thị cái đồng hồ RPM thì tụi em theo dõi thử coi. Nhưng mà bây giờ nè, khi mà nó đã về 700 lại rồi á, em giả sử em chạy đi ra em ăn sáng một tô phở đi, sáng em ăn sáng tô phở 10 phút sau em quay ra em đổ máy, thì theo thầy hỏi em á, nó sẽ lên tới 1.000 hay là 700? Nó sẽ là 1.000 hay là 700? Ngoài trời vẫn đang lạnh nha, giả sử mình đang đi trên Đà Lạt đi, đang lạnh lắm, nó sẽ là 1.000 hay 700? Dạ là 700. Nó 700 bởi vì á, bởi vì sao? Bởi vì cái nó cần quyết định á, không phải là nhiệt độ ngoài trời, mà cái cần tôi quyết định ấy, đây á là chính là cái nhiệt độ của cái động cơ. Hồi nãy tôi đã vào chế độ warm up rồi, có nghĩa là cái động cơ đã nóng rồi. Sau đó 10 phút thì cái động cơ nó vẫn còn hơi nóng, vẫn còn nóng. Đúng cái nhiệt độ tôi mong muốn thì tôi điều khiển lên 1.000 để làm cái gì? Giống như mình đi đá banh á, mình đá xong hiệp 1, mình warm up xong mình đá xong hiệp 1. Qua hiệp 2 thì thôi còn mất 15 phút khởi động nữa không em? Không cần nữa. Bảo là tôi cho tôi khởi động tí không được. Mình hồi nãy mình đã chạy rồi, người mình rất là nóng rồi. Đó, hồi nãy là điều khiển 700, bây giờ điều khiển 1.000 nha, trong một khoảng thời gian nào đó, thấy không? Đó chính là điều khiển cái RPM. Ok ha. Rồi, ok. Nếu rồi thì bây giờ mình sẽ stop ở đây, mình nghỉ giải lao 5 phút nha, mình sẽ bắt đầu tiếp theo. Chuẩn bị vô lại nha, 5 phút tụi em có thể đăng nhập vô lại đi, thầy sẽ mở phòng lên lại cho tụi em luôn. Thầy stop lại, thầy lưu cái video lại đó.